Sứ phát điên mà không dám bỏ khung thành, Văn Lâm ăn mừng một mình một kiểu cười sập hàm. Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức là những người đã lập công cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại AFF Suzuki Cup 2018 khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia. Ở lượt trận thứ 3 bảng A, chiến thắng quan trọng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đã đấu. Cùng hiệu số bàn thắng bại là cộng 5, ghi 5 bàn và chưa để thua bàn nào. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn tạm xếp sau Myanmar khi cùng có 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại nhưng kém hơn về số bàn thắng ghi được. Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng. Tiền đạo Anh Đức nâng tỷ số lên 2-0. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Myanmar đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Lào. Myanmar đã ghi được 7 bàn thắng sau 2 lượt trận và để thua lưới 2 lần. Hiện tại sau lượt trận thứ 3, Myanmar, Việt Nam và Malaysia đang cùng có số điểm là 6. Tuy nhiên, Myanmar và Việt Nam thi đấu ít hơn Malaysia một trận. Ở lượt trận tiếp theo, ngày 20 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Myanmar, trận đấu mà toàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp nếu giành chiến thắng. Ở bên kia cầu môn, thủ thành Văn Lâm cũng ăn mừng rất cuồng nhiệt. Anh chàng tỏ ra rất hân phấn khi các đồng đội ở tuyến trên làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Trong phút ngẫu hứng, Văn Lâm tạo dáng như một chàng bộ đội. Văn Lâm hôn lên lá cờ tổ quốc ở ngực áo với vẻ đầy tự hào. Anh chàng không quên ra dấu cho các cổ động viên có mặt trên sân cuồng nhiệt hơn nữa. Đây là trận đấu thứ 2 giữ sạch lưới của Văn Lâm tại AFF Cup 2018. Trong suốt 90 phút, Văn Lâm đã chơi vô cùng chắc chắn và có những pha cứu thua xuất thần, góp công lớn vào chiến thắng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.